Xin chào các bạn Hôm nay là cuối tuần thì cũng như thường lệ Trước hết tôi muốn chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một số tài liệu liên quan đến thị trường tiền kỹ thuật số Các bạn thấy là trong vòng 2 ngày vừa qua thị trường cũng đã trở nên khá ổn định một lần nữa Và chúng ta cũng có một số tài liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà trước khi bắt đầu thì cũng như thường lại Tất cả chỉ vì một cái thông tin mà không được xem là lời khuyên đầu tư Bây giờ thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào tổng số vốn hóa. Các bạn thấy bây giờ là 213 tỷ. Nếu mà chúng ta nhìn vào biểu đồ tổng số vốn hóa ở trên Coin Market Cap trong vòng 7 ngày vừa qua các bạn sẽ thấy được là lên tới cái mức cao nhất là khoảng 220 tỷ. Nhưng mà bây giờ các bạn đang thấy là xuống chỉ còn có 213 tỷ. Khi mà chúng ta trở về cái thấp 100 này các bạn sẽ thấy là như mà thủ mới vừa chia sẻ thì trong thấp 100 này ngày hôm nay lên xuống cũng không có nhiều. Thật ra trong vòng 2 ngày vừa qua các bạn thấy là chúng ta một lần nữa là tiếp tục đi hàng ngang giao dịch trong một phạm vi rất là nhỏ và nếu như chúng ta nhìn vào trong tháng 100 này những đồng nào mà lên nhiều nhất ngày hôm nay thì các bạn thấy là đồng Ethereum hôm nay lên 140% còn về lý do tại sao mà đồng này đi lên thì thường không có nhiều tài liệu nếu chúng ta nhìn vào tin tức ngày hôm nay thì không có bất cứ tài liệu nào cho chúng ta biết được là tại sao đồng này lại lên quá nhiều trong thời gian 24 tiếng đồng hồ vừa qua và đây cũng không phải là một dáng mà thường theo dõi nhưng mà nào mà có thêm tài liệu liên quan tới đồng Ethereum này thì hãy comment ở phía dưới Trở về Coin Market Cap thì các bạn thấy nếu chúng ta bấm vào đồng Ethereum này và chúng ta bấm vào Market để coi coi những sàn nào mà giao dịch đồng này thì khi mà chúng ta bấm vào Market các bạn sẽ thấy là đồng này bây giờ 100% là giao dịch chỉ trên một sàn duy nhất là sàn Token Store và các bạn thấy đây trong vòng 24 tiếng hồ vừa qua giao dịch rất thấp chỉ có 76.000 và tôi cũng thường hay chia sẻ những đồng nào mà giao dịch trong những sàn nhỏ và cái khối giao dịch lại nhỏ thì rất dễ để mà bị làm giá cho nên nếu như mà ngày mai đồng này lại đi xuống 50% cũng không phải là một điều mà thường cảm thấy là bất ngờ. Nhưng mà nào mà thích giao dịch những đồng nhỏ thì cũng nên cẩn thận. Khi mà chúng ta nhìn vào đồng Bitcoin thì các bạn thấy đồng Bitcoin hiện bây giờ là vẫn giao dịch trong phạm vi từ 6.000 cho đến 6.008 và bây giờ mọi người vẫn tiếp tục tin tưởng là nếu chúng ta muốn thấy được cái sự đột phá về mặt giá cả thì chúng ta phải phá được cái mức là 6.008 như là các bạn thấy trên màn hình. Đây là cái mức cao nhất ngày 15 tháng 10 và cũng là cái mức cao nhất gần đây là ngày 22 tháng 9. Các bạn thấy là sau một tuần liên tục đột phá giá mới của đồng Bitcoin từ cái mức là chúng ta thấy là ngày 29 tây tháng 10 lúc đó là 6.200 lên tới cái mức cao nhất các bạn thấy là cách đây khoảng chừng là 2-3 ngày ngày 7 tây tháng 11 lúc đó cái mức cao nhất là 6.535 thì bây giờ các bạn thấy là đồng Bitcoin đã bắt đầu đi trở xuống và cái mức hiện tại là 6.367 và không những là đồng Bitcoin khi mà chúng ta nói tới thị trường chứng khoán của Mỹ thì các bạn thấy là thị trường chứng khoán của Mỹ cũng đã đi xuống Đóng cửa ngày thứ sáu mới đây các bạn thấy là thị trường Dow Jones xuống 201 điểm, thị trường S&P xuống 25 điểm và thị trường Nasdaq xuống 123 điểm. Thì trung bình chúng ta thấy là xuống khoảng chừng là 1%. Thì tài liệu mà được đưa ra từ cái bầu cử dư nhiệm kỳ cũng không đủ để mà tiếp tục đẩy thị trường chứng khoán đi lên. Tại vì các bạn thấy là tuy đây là một tin tức tốt Khi mà chúng ta có hai đảng, mỗi đảng thì nắm giữ một phần ở trong chính phủ Mỹ. Nhưng mà nhiều tài liệu cho thấy hiện bây giờ là đối với Trung Quốc thì cái sự tăng trưởng về mặt kinh tế thì rất thấp và trong tương lai nhiều người nghĩ là cái sự tăng trưởng sẽ chậm lại rất nhiều vì những lý do đó các bạn thấy là những sàn chứng khoán ở Trung Quốc và ngay cả Mỹ cũng không được ổn lắm ở thời điểm hiện tại và một lần nữa lại tiếp tục đi xuống bây giờ chúng ta nói tới một số tin tức liên quan đến thị trường tiền kỹ thuật số thực ra các bạn thấy là gần đây cũng không có nhiều tài liệu nếu như các bạn nào mà theo dõi tin tức thường ngày thì cũng đã biết là gần đây chúng ta không có tài liệu nào gọi là nổi bật và ngày hôm qua thường cũng đã chia sẻ một bài viết ở trên Twitter và ở trên Facebook Bà ta đang liên quan tới một cái email mà Craig Wright đã viết cho Roger Ver Các bạn cũng đã biết là Craig Wright, Roger Ver, Ji Han Wu Và một số những người khác là những người mà đã cùng nhau tách rời đồng Bitcoin Cash ra khỏi đồng Bitcoin năm vừa rồi Và bây giờ thì chúng ta cũng đã biết là có một sự bất đồng giữa các tư tưởng Và bây giờ thì Craig Wright lại dẫn đầu cái đề xuất Bitcoin Cash SV Còn Ji Han Wu là người mà ủng hộ Bitcoin Cash ABC Roger Ver chính là chủ của Bitcoin.com và Roger Ver thì cũng đã lên tiếng ủng hộ Bitcoin EBC. Và ngay sau đó thì Craig Wright đã viết một cái email gửi cho Roger Ver. Và đây này là cũng một email không có nhiều thiện cảm. Thường cũng đã đưa một cái bài dịch ở trên Facebook, ở trên Twitter và trên Telegram. Nhưng mà nào mà có hứng thú thì hãy xem cái bài dịch đó. cho mà có đã biết là Craig Wright là một người mà liên tục cho mình là Satoshi nhưng mà chưa đưa được bất cứ dẫn chứng nào. Cho chúng ta thấy được Craig Wright chính là Satoshi và dẫn chứng duy nhất mà thường nghĩ là nhiều người sẽ chấp nhận đó chính là có cái khóa cá nhân của cái ví của Satoshi. Bây giờ hiện tại trên cái ví Satoshi chẩn đoán là có hơn 1 triệu đồng Bitcoin tổng cộng. Ai mà có được cái khóa cá nhân và di chuyển được cái ví đó thì nhiều người có thể công nhận người đó chính là Satoshi nhưng mà Craig Wright vẫn chưa làm được việc này. Và các bạn cũng đã thấy là những bài nào mà đã, đã đọc cái bài viết thường đăng ở trên Facebook và trên Twitter thì cũng đã thấy là Craig Wright có gì đó không ổn. Nếu như mà một người lớn một người mà có sự nghiệp thì sẽ không nói những lời nói ở trong cái email này Đây là một việc mà nhiều người bàn tán nhất trong vòng 1-2 ngày vừa qua Bây giờ các bạn thấy là đề xuất Bitcoin Cash SV là một đề xuất mà cũng không được nhiều người ủng hộ Thì bây giờ các bạn thấy là trên những sàn giao dịch như là Poloniex mà cho các bạn giao dịch trước ngày Harford Thì giá cả của đồng Bitcoin Cash SV Thì chỉ khoảng là 10% của Bitcoin Cash ABC Và thông đã chia sẻ là những cái nô no hiện tại phần đông vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin Cash ABC chứ không phải là Bitcoin Cash SV và cái email này cũng đã được chia sẻ bởi Roger Ver trên Bitcoin.com Nếu các bạn lên Bitcoin.com thì ở phía dưới các bạn sẽ thấy có một cái video Tôi cũng đã để cái link đến cái video này ở trong cái bài viết mình thường đăng ngày hôm qua Nhưng mà nào mà có hứng thì hãy xem cảm nghĩ của Roger Ver về cái Harford nhà 15 Tây tháng 11 Và trong cái video này đó chính là nơi mà Roger Ver đã chia sẻ cái email được gửi tới bởi Craig Wright Khi đó chúng ta sẽ nói tới tài liệu liên quan tới đồng Bat các bạn cũng đã thấy là sau khi mà đồng Bass chính thức được lên trên Coinbase thì đã mất đi giá trị là 28% thì đây là một bài viết được đưa ra bởi CCN chủ yếu là muốn giải thích tại sao đồng Bass lại mất đi 28% khi mà lên được sàn Coinbase thì tại này đi vào những lịch sử các bạn cũng đã biết là đồng Bass đồng ZRX đã tăng giá rất cao khi mà Coinbase chính thức đưa ra tài liệu là sẽ được lên trên sàn Coinbase và cách đó vài tháng khoảng chừng là hồi tháng 5 thì Coinbase cũng đã đưa ra 5 tên đồng mà có thể có khả năng lên trên sàn Coinbase. Những tên như là Stellar Bat, đồng ZX, đồng Zcash và Cardano. Thì các bạn cũng thấy là lúc đó những đồng này cũng đã tăng và khi mà được tin chính thức đã được lên trên sàn Coinbase thì hai đồng đồng BAT và ZX đã tăng lên rất nhanh. Nhưng mà sau khi được lên trên sàn này thì các bạn đã thấy là lại đi xuống rất nhiều trong thời gian rất ngắn. Thì chúng ta nhìn vào thì cuối cùng bài viết này đưa ra kết luận cũng như chúng ta thường chia sẻ là mua tin đồn bán tin thật khi mà tin đồn được tung ra hay là trước cái ngày mà được lên trên sàn của Coinbase thì mọi người lại pump giá lên và khi mà lên sàn Coinbase thì mọi người lại xả hàng dẫn tới cái việc là giá cả bị đi xuống dù sao đi nữa tôi cảm thấy đây cũng có thể là sự thật nhưng mà đồng Bass như đồng GX được lên trên sàn Coinbase khi mà chúng ta có cái sự tăng trưởng kế tiếp của thị trường này và rất nhiều người sử dụng Coinbase nghĩ là những năm này cũng có thể là được một số lợi tại vì nhiều người có thể là tham gia Coinbase để mà mua những đồng như là Bitcoin, Ethereum nhưng mà nếu như họ thấy được có đồng BAT với đồng GX có thể là họ hiếu kỳ và mua những đồng này cho nên cảm thấy đã được lên trên sàn Coinbase vẫn là một điều rất tốt trong thời gian dài tuy nhiên trong thời gian ngắn thì giá cả rất khó nói chỉ các bạn cũng đã thấy khi mà được lên trên sàn Coinbase thì giá cả lại bị đi xuống và cuối cùng chúng ta hãy nói tới lời nói được đưa ra bởi Joe Lubin. Joe Lubin cho mọi người đã biết là đồng sáng lập gia Ethereum và Joe Lubin cũng là chủ của công ty Consensus. Thì Joe Lubin nói là công nghệ blockchain hay tốn nhiều thời gian hơn là công nghệ mạng lưới internet để mà thành công. Lý do là tại vì Joe Lubin nói là công nghệ blockchain là một công nghệ rất phức tạp để mà ứng dụng và thực tiễn. Như là chúng ta cũng đã biết cái đây vài ngày thường chia sẻ là khi mà chúng ta nhìn vào những công nghệ như là internet hay là những công nghệ như điện thoại di động thì các ta cũng đã thấy là mới đầu thì các bạn thấy cái sự tăng trưởng rất chậm nhưng mà tới một mức nào đó thì cái sự tăng trưởng lại tăng lên rất nhanh thì nhiều người cũng nghĩ là blockchain cũng tương tự khi mà chúng ta thấy sự tăng trưởng của crypto hay blockchain mới đầu rất là chậm nhưng mà tới một mức nào đó thì cái sự tăng trưởng lại tăng lên rất lạ. và chúng ta thấy được là những công nghệ như là internet thì tốn khoảng chừng là 30 năm để mà được đưa vào thực tiễn và bây giờ các bạn thấy là liên quan tới tiền kỹ thuật số chúng ta cũng đã 10 năm và nhiều người hy vọng là trong vòng 5 năm đổ lại chúng ta sẽ tới được cái mức mà có sự tăng trưởng mạnh đó. Nhưng một điều các bạn cần phải biết là khi mà chúng ta nói tới giá cả và nói tới sự phát triển công nghệ thì không phải đi song song với nhau. Giờ chúng ta đã thấy là những năm đầu của Internet thì các bạn thấy là những công ty liên quan tới Internet đã tăng giá rất cao ở trên thị trường chứng khoán khi mà những công ty đó vẫn chưa có đưa ra bất cứ sản phẩm nào mà nhiều người sử dụng cho nên đã dẫn tới cái sự việc mà bong bóng.com năm 2000 nhưng mà sau đó các bạn cũng đã thấy là thị trường Internet cũng đã ổn định lại Và những công ty liên quan đến công nghệ, những công ty nào còn sống sót lại phát triển rất nhiều Và chúng ta thấy là bây giờ những công ty mà sống sót sau năm 2000 Đó cũng là những công ty mà có giá trị cao nhất ngày hôm nay Những công ty như chúng ta biết là Microsoft, Intel, IBM hay là Amazon Thì chúng ta cũng hy vọng là sau cái đợt mà tăng giá trị cao năm vừa rồi những cái dự án nào mà còn sống sót tới cái lúc mà chúng ta có được sự bùng nổ kế tiếp thì những cái dự án đó có thể là có giá trị rất cao đó là điều mà nhiều người mong đợi đây là tất cả những tài liệu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay hy vọng là các bạn nhận được nhiều tài liệu giá trị trong video này và thường sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này các bạn đừng quên nhấn cái nút like và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình youtube này để nhận được những thông tin mới nhất và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với thuận capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới cái video này tạm biệt các bạn.